Hello, cơ khí Vũ Hải xin kính chào tất cả quý vị và các bạn, anh chị em, bà con, cô bác, anh chị em làm máy nông nghiệp. Ngày hôm nay buổi chiều ngày mùng 5 tháng 12. Đã mùng 7 rồi cơ. Rồi mùng 7, xin lỗi anh em nhé, ngày mùng 7 tháng 12 năm 2022. Anh em chúng tôi lại tiếp tục bố trí các cái sản phẩm quen thuộc của mình, bao gồm những cái dàn cày chảo trụ 4 và 5 chảo, khung trụ mặt bích kẹp tháo rời, để lên đường phục vụ anh em và bà con Ninh Giang, Hải Dương và Hiệp Hòa cũng Việt Yên, Bắc Giang. Thì ngày hôm nay đấy, 4 sản phẩm đồng loạt lên đường, vừa mới sơn xong thôi, cũng chẳng phải lâu la gì đây. Anh em nhìn tay em này, chạm nhẹ cái cho anh em biết luôn. Đó, thấy chưa, dính luôn sơn này. Sơn thì nói thực ra là chưa kịp khô, còn ướt nhè nhè luôn, nhưng mà đã phải lên đường để cho anh em trong mùa vụ cấp bách rồi. Thì phía xa xa ở đằng kia, trong khu quân viên ngồi uống nước, có anh Hiệp là vị khách quen thuộc người em, đang ngóng và chờ đặt một đôi bánh lồng cho con 3408. Thì hiện tại 3408 của anh thì tối hôm nay bắt đầu em mới cuốn vành, và có khả năng là hết ngày mai em vào vành và vào nan. Hẹn anh là trưa hoặc sáng chiều ngày kia là có hàng cho anh. Cơ khí Vũ Hải xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả bà con anh em trong nhiều năm qua đã tin dùng và ủng hộ cơ khí Vũ Hải qua những cái video và qua những cái hình ảnh, qua những cái sản phẩm chân thực. Anh em chúng tôi xin gửi tới các bà con lời kính chúc sức khỏe, lời chào và lời chúc mừng, cũng như là lời chúc cho anh em toàn bộ anh em làm máy một vụ mùa bội thu, sức khỏe dồi dào và làm ăn phát đạt. Đáng nhẽ là lời chúc thì để ở đầu trang, nhưng mà hiện tại thì vào giữa trang rồi bắt đầu em mới chúc, bởi vì để cho anh em vào đông đông rồi thì em mới chúc được. Đó. Sản phẩm đây là sản phẩm mới nhất của năm 2022, được sản xuất và ra đời vào tháng 12. Đó. Sản phẩm này thì được cải tiến so với toàn bộ những cái sản phẩm trước đây đã ra thị trường, hiệu quả hơn, chất lượng tốt hơn và dễ sử dụng hơn. Thì thực ra thì nói chung là cải tiến thì phải có sự chênh lệch về giá cả, và đồng nghĩa với đó thì đã là cải tiến và đã là tốt hơn thì đồng nghĩa với giá cả là cũng sẽ tăng lên, chứ không bao giờ có chuyện mà cải tiến tốt hơn mà giá cả lại giảm đi, đúng không ạ? Đấy thì em cũng quay một đoạn video clip thật là ngắn gọn, xúc tích, để cho anh em biết rằng là hàng nhà em vẫn lên đường đều đặn. Nhưng chẳng qua vì mùa vụ quá mải, thế nên là đôi khi video của em là bỏ sót, và thậm chí rằng là lâu lắm này rồi em không làm những cái video clip nhỏ nhỏ hoặc ngăn ngắn để lên cho anh em YouTube. Thì nhiều anh em có thắc mắc hỏi rằng là lâu lắm này sao không thấy Vũ Hải lên video. Vì thực ra cái thứ nhất là bên em lên cái biển còn chả kịp làm đây anh em nhìn này. Đó. Nên cái biển bên em cũng còn chả kịp làm, thì thử hỏi thời gian đâu mà em có thể là đăng video cho anh em ngắm được ạ. Chỉ có anh em tin tưởng và đặt hàng bên em, alo cho em, chốt hàng, đặt cọc hoặc là chốt hàng, thanh toán, bên em sẽ đáp ứng cho anh em. Được anh em lấy, không được anh em trả về em trả lại hoàn toàn 100% tiền cọc. Em không lấy của anh em 1.000. Đấy là em xin xác nhận và khẳng định với anh em như thế. Còn tất nhiên, sau một mùa vụ hoặc sau một thời gian, sản phẩm của em đã được giao cho anh em mà anh em không dùng hoặc không được sử dụng thì vẫn được trừ hao mòn hoặc là trừ hao phí theo thời gian. Mỗi một năm có thể là trừ cho anh em khoảng tầm 2 triệu đồng. 2 triệu đồng thì nếu như anh em mà làm được việc ấy, nói thật với anh em là 2 triệu đồng nó không to. Thế nhưng mà bởi vì là đôi khi trong cái lĩnh vực sản xuất cũng như là đáp ứng yêu cầu của anh em, mùa vụ cấp bách, đôi khi anh em cần thì lại không có mà anh em có thì lại không cần. Thế nên là chúng em phải sinh ra cái đó để cho anh em quyết tâm. Hoặc là anh em đã xác định đặt hàng bên em thì anh em cân nhắc kỹ lưỡng trước. Còn sản phẩm nhà em thì anh em cứ yên tâm rằng là ok, test hàng thoải mái, test hàng trực tiếp tận nơi. Ok anh em thanh toán, không ok anh em trả lại tiền luôn. Đấy, chiếc xe 17C14265 đã lùi vào quỹ đạo để có thể là cẩu hàng trong ngày hôm nay. Để cẩu hàng thì em xin phép là kết thúc video tại đây. Và một lần nữa xin gửi tới anh em, quý bà con, cô bác, anh chị em một lời kính chúc sức khỏe, một lời chúc
cho mùa vụ thuận lợi, máy khỏe người khỏe và làm ăn phát tài, thu nhập được nhiều bội thu. Xin cảm ơn anh em đã vào tương tác và theo dõi video của em. Anh em đã tương tác và theo dõi video của em, anh em nào yêu mến sản phẩm của bên em cũng như là trang của em thì xin cho em một like, đăng ký và ủng hộ em qua các cái hội nhóm. Xin chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều. Em kết thúc video tại đây ạ.